có anh nhưng mà nó không ra nhiều thôi. Một ý tưởng của sếp mạnh quá tuyệt vời đấy, giờ thêm bên nữa mà đấy, đang mặt đi nào về nên luôn nó ăn bây giờ đang lên rất ngon trong không khí lạnh rét này, đứng bên bếp hồng. Ôi cháy áo quá tuyệt vời, cháy áo. Đi tưởng có những con người có tâm hồn ăn uống. Lên tiền triệu lên là cũng không có gì. Cái thằng này. Ăn nha, ngon. Người ta nướng người ta chưa được miếng nào. Ăn đi. Rồi vừa nướng vừa ăn đi ảnh sao. Mỡ nó chảy ra nhìn ngon như lọc này. Đồ. Ăn ăn. Ồ đồ. Ăn đấy. Thôi không được, anh ý của nhìn thôi. Nhìn thì ăn. Chưa chín ăn đấy sống tí lắm. Ôi. Chào anh em. Nó có chứ. Ôi anh Quang, tình yêu tuyệt vời của tôi. Anh Quang tuyệt vời đấy nha. Bỏ cái giò mõm ra anh em còn biết đấy, cứ để đó, anh em biết được. Anh em ekip à, chương trình. Kỷ niệm đáng nhớ không giờ quên bên bếp nò. Với những con bạch tuộc. Máy em ạ. Cẩn thận đấy, đừng lâu đừng bắt tay đưa máy. Quan sát này em ạ. Đấy nó mới chuẩn. Cái này thì sắp được rồi đấy, chuẩn bị. Anh quay anh quay đi, anh quay để em ăn. Thôi. Hả? Ăn ngu. Đấy nhớ xong phải cố ra một cái chú rồi. Được rồi. Đấy. Trực tiếp cả. Không được trực tiếp. À được. Quay thôi. Quay thôi. Con này cũng nét nhà Sony. Ôi sao con mực này nó lâu chín đấy anh ạ? Chết. Sony này còn cái hãng nào cao nào anh mua cả. Anh Thùy ra anh Thùy con cao hơn đấy. À, con màn hình rộng. Không anh tưởng lấy giống được. Quy quy. Anh đâu anh đó của em bị đấy á. Em lấy của Thùy á. Con này lấy của Thùy á. Sony à. Ừ. Mấy triệu bảy ấy. Sony. Triệu bảy hay triệu rưỡi nhỉ? Cái này giỏi đi nha. Ôi mình cũng hồi mình vào đội mình mua con màu bốn nó cũng hồi đấy mặt phải chảy quá rồi nè, cũng một triệu bảy cháy rồi con. Ôi chịu gió đi chết rồi. Thôi bỏ ra ăn, bỏ ra đi đây. Đồ này chín rồi, chín rồi. Thôi nó mặt dưới nữa mà. Cái mặt này sang đây giả liên tục cơ. Quay cái chín rồi anh ơi, cái đầu câu đối chín rồi đấy. Em không hiểu cái đầu này nó đang trắng này. Ở đoạn đầu thôi đúng không? Đấy nhầm chồng cái gì? Em thế thôi mà. Ngô này tuy cháy nhưng nhìn vẫn hấp dẫn. Bây giờ anh lấy cái nữa. Anh không lấy cái nữa. Anh chả một cái thôi. Ui, kinh khủng quá. Khổ nhất người lướng. Khói. Quá là toàn bay vào trán mình. Táo hết là mặt. Chết thôi mình không đứng ở chỗ này ha. Không thể nướng được. Quá nhỉ. Thế anh đứng ai hả? Đứng mà không nướng được. Đứng bên bếp hồng, không cần mặc áo khoác, quá tuyệt vời. Hạ bớt quạt. Thế mình mặc hai áo. Đi. Hạ bớt quạt cho anh ơi. Vẫn còn giết. Sợ thế. Đưa đi ông ơi. Thôi cái này chảy ra chín rồi. Đây mang vào. Đưa đây em mang vào. Mang vào để. Ôi nóng thế. Úi giời ơi, tí thì bỏng tay tôi. Để ở đâu? Để ở đâu? Để ở đâu anh Mạnh ơi? Ai này gọi mình nhỉ?